Đặng Thùy Trang mất mỉa Thùy Tiên khi kể quá khứ bị động chạm, không đồng cảm mấy đứa xạo để PR. Đặc biệt, Thùy Tiên cũng lần đầu tiết lộ từng bị động chạm năm 6 tuổi. Dù không trực tiếp réo tên Thùy Tiên, nhưng dân mạng phát hiện bà Đặng Thùy Trang dẫn chứng nhiều chi tiết nhắm đến Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Trong đó có sự việc Thùy Tiên và con trai ca sĩ Hòa Minzy từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong một chương trình gần đây, cựu Miss Trend 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có những chia sẻ về quá khứ đầy xúc động. Trái ngược với hình ảnh độc lập mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế, nàng hậu luôn ám ảnh về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của bố mẹ. Chính điều này đã giúp chân dài có sự đồng cảm thấu hiểu với những bạn trẻ có ba mẹ ly hôn từ sớm. Đặc biệt, Thùy Tiên cũng lần đầu tiết lộ quá khứ từng là nạn nhân của quấy rối. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết, lúc đó mình chỉ mới 6 tuổi nên chưa nhận thức rõ vấn đề. Trong lúc đi học thêm môn tiếng Việt thì bị một người đàn ông lớn tuổi kéo vào góc tối. Hồi xưa tôi được 6 tuổi và học lớp 1, tôi đi học thêm tiếng Việt. Lớp học của tôi ở trên lầu nên phải đi qua một chỗ hơi tối mới lên được. Ở chỗ tôi học có một người đàn ông rất già, tôi không nhớ đó là chồng hay anh trai của cô giáo và có cử chỉ khó chấp nhận. Thời điểm đó tôi nghĩ đó là bình thường hay không biết đó là dấu hiệu đáng báo động. Tôi cũng không phải là đứa trẻ nói chuyện quá nhiều với gia đình. Ban đầu, cô chưa ý thức được mức độ nguy hiểm nên đối phương bắt đầu có động thái lớn tới. Tuy nhiên sau đó, cô đã phản ứng mạnh mẽ và quyết định kể cho gia đình, đồng thời chấm dứt việc học thêm tại đây. Tôi nói với gia đình là không đi học chỗ đó nữa, dù ban đầu tôi không nói lý do, nhưng rồi tôi quyết định nói ra. May mắn gia đình tin tưởng và cho tôi ngừng học chỗ đó. Tôi may mắn khi chưa xảy ra chuyện gì khiến mình hối hận, ám ảnh cả đời, nhưng nó thực sự không phải là một ký ức đẹp đẽ. Kết nối từ câu chuyện của tôi hiểu được rằng có những trẻ em không hiểu như thế nào là bị quấy rối hay xâm hại, có những gia đình thờ ơ trong việc giáo dục giới tính, hay có những bài học về giữ khoảng cách với người lạ nên dẫn đến hiện trạng như thế này. Sau chia sẻ của Thùy Tiên, rất nhiều bình luận bày tỏ sự đồng tình và khen ngợi sự dũng cảm của Hoa hậu khi dám nói ra sự thật. Tuy nhiên, trên trang cá nhân của bà Đặng Thùy Trang, người đang vướng vụ kiện 1,5 tỷ với cô là có động thái không đồng tình. Dù không trực tiếp gọi tên chân dài sinh năm 1998, nhưng netizen dễ dàng nhận thấy các chi tiết trong bài viết đều ám chỉ Thùy Tiên. Trong đó có vụ việc Thùy Tiên và bé Bò, con trai ca sĩ Hòa Minzy cách đây không lâu. Bầu show Đặng Thùy Trang nhấn mạnh cô không đồng tình với việc quấy rối, nhưng cũng không ủng hộ những cá nhân đem chuyện này ra để PR bản thân. Nghe câu chuyện kể của một cô hoa hậu cho rằng bản thân bị quấy rối năm 6 tuổi để tìm sự đồng cảm từ khán giả. Cô ấy bị một chàng trai ôm hôn thôi, theo báo viết, không biết thực hư như thế nào. Tuy nhiên mình cảm giác cô này lúc nào cũng cho rằng cô là nạn nhân của cả thế giới vậy đó. Cách đây vài tháng, trên một show truyền hình, cũng chính cô ấy đã hâm mộ bé trai 3 tuổi và xin mẹ bé trai là ca sĩ nổi tiếng được cho cô hoa hậu làm dâu trước sự không thoải mái, thiếu tôn trọng đối với bé trai nên bị lên án. Sau đó cô ấy đã chối là đùa vui. Mình trích dẫn một câu nói của giáo sư tiến sĩ Phương Mai. Tại sao cảm thấy bình thường khi một phụ nữ lớn hôn một em bé 3 tuổi và thậm chí lại coi đó là đáng yêu, trong khi nếu tao hoán đổi giới tính thành một người đàn ông nói với bé gái 3 tuổi thì lại thấy có gì đó sai sai. Cho rằng việc bị ôm hôn là bị quấy rối. Ồ thế ra cô ấy cũng đã từng quấy rối vài bé trai. Không biết ai có thấy sự giả tạo này không nhỉ? Hết bị lừa ký giấy nợ mua giải, lừa đi bán hoa, đến việc lừa tiền mua bằng lái, đến hôm nay là bị quấy rối, hành động và lời nói trái ngược nhau. Nếu là một người phụ nữ thật sự mạnh mẽ và thông minh, thì có bao giờ tự cho mình là luôn bị hại hay là đang bị ảo, còn thế giới ngoài kia toàn những kẻ ác. Một người phụ nữ như vậy thì sao đi bảo vệ công lý hay truyền cảm hứng gì cho ai được. Quan điểm khách quan, không ủng hộ quấy rối trẻ em nhưng không đồng cảm những đứa xạo xạo để PR.